Và vì Lý sẽ phải trả lại rạp cho bên phía CGV nên xin vâng là các anh chị chúng ta nếu có thực hành hoặc là có những câu hỏi gì đặt cho chị có thể di chuyển ra phía bên ngoài sẵn ạ. Tôi lần nữa xin được mời các anh chị phóng viên và cũng mời chúng ta sẽ di chuyển ra bên ngoài sẵn và mà đó chúng ta có thể chụp hình hoặc là phỏng vấn. Còn câu này thì chúng tôi xin được phép trả lại cho CGV, xin chân thành cảm ơn. Trên đây cái mắt cái đèn nó chiếu cho nó quay hả? Ui giật cái ra hỏi chứ mày không được nữa. Ừ ra đó coi chắc bạn đứng rồi đó. Đứng rồi đó. Bịt mặt kính quá vậy. Oversize. Nhưng mà cho em chụp mới. Ủa,